sớm cất tiếng hát cho lòng ta thật thoải mái, vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời, bước vươn bước bao niềm tin trong từng giây phút cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với Vui Sống Mỗi Ngày. Ngày thứ tư hàng tuần, chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc bổ sung vi chất sắt cho trẻ như thế nào là đúng cách và phù hợp. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ em Việt Nam thiếu sắt chiếm 25%, trong đó trẻ em ở vùng nông thôn nghèo, miền núi chiếm tới 40%. Vậy vi chất sắt có tác dụng như thế nào đến sự phát triển của trẻ? Bổ sung sắt cho trẻ hàng ngày như thế nào là đúng và đủ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong một trò chuyện cuộc sống quý vị nhé. Ngoài ra, các chuyên mục khác của chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị những mẹo hay chăm sóc sức khỏe, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Quý vị đừng bỏ qua nhé. Em xin chào bác sĩ. Em là Bảo Ngọc. Hôm nay em đến đây là em muốn bác sĩ tư vấn cho em về bệnh nang thận. Xin chào Bảo Ngọc, xin chào quý vị khán giả. Bảo Ngọc đã bị bệnh nang thận từ bao lâu? Em bị được 2 năm rồi. Các bác sĩ chẩn đoán bằng cái gì? Dạ, siêu âm ạ. Cho em hỏi nguyên nhân của bệnh nang thận. Tới bây giờ thì không ai biết rõ nguyên nhân của nang thận nó là gì. Có điều là người ta chia ra làm hai loại. Những cái nang đó, một là số lượng ít, hoặc là nó ở chỉ một bên thận, rồi thận bên kia nó bình thường. Đó là cái dạng gọi là bẩm sinh. Một cái dạng thứ hai gọi là dạng thụ đắc, có nghĩa là lúc chúng ta sinh ra thì chưa có. Nhưng quá trình chúng ta lão hóa thì nó bắt đầu nó xuất hiện những cái nang. Thì những cái nang mà nó xuất hiện theo tuổi thì thường thường số lượng ít. Và nó có thể có một hoặc hai bên. Và đa số là nó không ảnh hưởng tới chức năng thận. Và đó là những cái nang chúng ta gọi là nang lành tính. Một cái dạng nữa cũng gọi là thụ đắc. Thì một số những người gọi là bệnh thận mãn tính. Thì khi mà bệnh thận mãn tính diễn tiến tới cái giai đoạn cuối, thì trước giai đoạn cuối đó thì hai thận của chúng ta nó sẽ có cái hình ảnh như hai chùm nho, mỗi bên là một chùm. Thì người ta gọi là tiền giai đoạn cuối. Thì khi thấy cái đó thì chắc chắn là bệnh sẽ diễn tiến tới giai đoạn cuối. Bệnh nang thận có biến chứng lâu dài không bác sĩ? Một là gọi là không biến chứng, có nghĩa như hồi nãy tôi nói là chúng ta cái nang đó nó cứ kích thước nó như vậy hoài và nó không xuất hiện thêm nang khác, nó không bị làm cho chúng ta tiểu ra máu, nó không bị nhiễm trùng, nó không bị ung thư, thì cái thể đó gọi là thể hoàn toàn lành tính. Và cái nang nó sẽ sống với chúng ta. Một cái thể thứ hai là như tôi nói hồi nãy là một cái thể gây biến chứng. Thì cái biến chứng này nó có rất là nhiều dạng. Thí dụ như có thể gây ra tiểu ra máu. Và nhiều người đi tới khám bệnh vì tiểu ra máu và qua đó các bác sĩ mới khám thấy có nang thận. Một cái dạng thứ hai là nhiễm trùng. Thì nó có thể gây ra các cái triệu chứng như sốt hoặc tiểu nước tiểu đục, đồ này kia vân vân. Nhưng mà hai cái biến chứng của nang nó thật ra nó ít. Nhưng cái biến chứng thường gặp nhất là khi nang nó lớn lên và nó chèn ép các cái đường tiểu của chúng ta và nó có thể gây bế tắc bử động nước tiểu. Thì trong trường hợp những cái nang mà nó lớn đó, mà đơn độc thì nó hay gây ra biến chứng. Còn cái biến chứng đáng ngại nhất á, là như hồi nãy tôi cũng có nói đó, là khi hai thận của chúng ta có quá nhiều nang và những nang nó càng ngày nó càng lớn lên và nó sẽ chèn ép cái chủ mô thận bình thường của chúng ta và cuối cùng là bệnh nhân sẽ bị cái hiện tượng gọi là suy thận giai đoạn cuối. Dạ. Vậy bác sĩ cho em hỏi là cách điều trị nang thận. Nói chung là chúng ta không có điều trị gì hết nếu nang đó không gây biến chứng. Ngược lại chúng ta chỉ điều trị nang khi nó có biến chứng. Thì một là biến chứng nhiễm trùng là thường gặp nhất. Hai đó là nang có biểu hiện ung thư thì chúng ta mới điều trị. Ngày nay thì y học người ta đang nghiên cứu một số loại thuốc để làm chậm cái diễn tiến của bệnh đó. Thì các kết quả nó cũng rất là thay đổi. Có những kết quả tốt nhưng có những kết quả là chưa được tốt. Chúng ta cần phải tới một bác sĩ chuyên khoa để đánh giá nó là thuộc loại nang gì. Chúng ta gọi là nang lành tính không cần điều trị hay là những cái nang cần điều trị. Vậy là chế độ ăn uống mình khi mình bị nang thận là sao bác sĩ? Như một người bình thường. Điều quan trọng đó là như hồi nãy tôi nói, chúng ta cần xác định số lượng đó ăn đó là bao nhiêu, kích thước của nó như thế nào. Một khi chúng ta lỡ loại cái nang đó là do ung thư và nang đó hiện thời chưa có biến chứng thì không có một cách điều trị đặc hiệu mà không có chế độ ăn đặc hiệu. Thì như hồi nãy tôi nói là một trong các biến chứng của nang là có thể bị nhiễm trùng. Thì một trong các cái nguyên nhân nhiễm trùng, đặc biệt là ở nữ, khi chúng ta uống chưa đủ lượng nước, cho nên có lẽ là một cái phòng bệnh, một cái chế độ để phòng biến chứng của nang, nhiễm trùng của nang đó, thì duy nhất là uống nước đầy đủ. Và ngoài ra không có một chế độ ăn đặc biệt nào hết đối với bệnh nhân nang thận, ngoại trừ
là khi nặn đó, giống như hồi nãy tôi nói là bệnh thận đa nang bẩm sinh. Khi có suy giảm chức năng thận thì chúng ta có cái chế độ ăn phù hợp với cái suy giảm chức năng thận, chứ không phải là chế độ ăn với cái nang thận đó. Dạ, cho em xin cảm ơn bác sĩ hôm nay đã tư vấn cho em về bệnh nang thận. Em cũng hiểu được một số phương pháp để phòng cũng như điều trị bệnh cho mình. Em rất cảm ơn bác sĩ. Xin chào Bảo Ngọc, xin chào quý vị khán giả.